Hello, xin chào các bạn. Trước hết mời các bạn xem qua clip này. Các bạn có thắc mắc là tại sao họ có thể thực hiện được những cái thao tác ảo diệu như thế này trong clip không ạ? Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một trong những cơ chế quan trọng bậc nhất của trong game Naraka, đó chính là Shift Iframe, hay còn được gọi với cái tên là kháng tất cả, bao gồm sát thương từ các loại vũ khí. Trước hết, có những điều cơ bản đầu tiên chúng ta cần phải shift về trong Naraka là như thế nào. Thì để shift được nhiều hơn trong game, đầu tiên chúng ta hãy vào trong cái bảng thiên phú. Trong đây có rất là nhiều cái gọi là những cái túi ứng, những cái ứng ký, thì chúng ta hãy chọn những cái ứng ký nào giúp chúng ta có thể hồi tinh lực cũng như là tăng tinh lực để chúng ta có thể shoot được nhiều hơn nhất có thể. Nếu các bạn không biết phải chọn thế nào cơ mà, chúng ta hãy cứ bấm vào tự động trang bị. Khi bấm vào tự động trang bị thì mặc định nó sẽ chọn tất cả những thứ chuyện về tinh lực, chính là cái stamina, cái thanh mạng vàng trong game, thì chúng ta có thể sử dụng nhiều nhất có thể. Chủ yếu chúng ta chỉ có 3 bạn liên quan trong game, đó chính là bạn màu đỏ, bạn màu tím và bạn màu xanh lá. Bạn màu đỏ chính là hồi tinh lực mỗi giây, bạn màu tím chính là giảm tiêu hao tinh lực, còn bạn màu xanh lá chính là tăng giới hạn của tinh lực lên. Khi mà nâng tối đa, chúng ta sẽ có tinh lực hồi mỗi giây cộng thêm 15%, giới hạn tinh lực cộng thêm 30%, và tinh lực tiêu hao khi mà né, khi mà chúng ta dùng ship ấy, thì giảm đi 12%. Như các bạn đã biết, trong trạng thái đứng yên, chúng ta bấm nút ship thì nó sẽ tiến vào trạng thái chạy. Trong trạng thái chạy, nếu chúng ta bấm ship thêm một lần nữa, thì nhân vật sẽ lộn về phía hướng của nhân vật và để lên một vệt bóng trắng. Lúc này đây chúng ta đang trong trạng thái iframe, hay còn gọi là kháng tất cả. Ở trong trạng thái chiến đấu, nếu chúng ta ra đòn đánh thường trắng hoặc là đòn đánh xanh ngồi tụ đòn, thì chúng ta có thể ngắt bằng nút shift, và khi đấy chúng ta cũng sẽ có iframe. Thực tế là khi chúng ta shift sang các hướng khác nhau, là trái, phải, trước hoặc sau, thì cái thời gian của cái iframe này gần như là tương đồng với nhau, gần như là như nhau cả, và cũng tầm khoảng chừng 0.5 giây, nên là chúng ta phải tính toán sử dụng là hợp lý và đúng thời điểm. Nếu mà không thì gần như vô tác dụng và đưa mặt cho đối thủ đánh mình. Ngoài ra, khi chúng ta sử dụng shift iframe xong thì chúng ta hay chuyển sang các trạng thái khác, như là tấn công bằng đòn đánh thường, hoặc là tụ đòn đánh xanh, hoặc là chuyển sang đòn đỏ. Đối với trường hợp chuyển sang đòn đánh đỏ, hay còn gọi là đỡ đòn, thì chúng ta chỉ cần giữ nguyên chuột phải, shift, rồi sau đó bấm chuột trái là được, thì chúng ta sẽ chuyển sang đòn đánh đỏ luôn. Cái việc chuyển này sẽ khiến cho đối thủ bất ngờ, có thể dễ dàng được kèo. Chúng ta có thể luyện tập những thao tác này bằng trong phòng luyện tập với boss. Khi chúng ta làm quen được với những con bot rồi, thì giờ đây chúng ta có thể làm quen với những người chơi khác. Chúng ta có thể tạo một phòng tập và nhờ một người bạn nào đó vào tập với chúng ta để nâng cao kỹ năng nhiều hơn. Chúc các bạn thành công! Thank you.
在即。Hiện tại, Nagaka vừa cập nhật chế độ chơi mới với tên là Blue Sport hay tên tiếng Việt là Đại hội luận võ. Các bạn có thể chọn ở trong cái phần này, Đại hội luận võ. Và đây là cơ chế cho phép chúng ta thi đấu 1v1 cùng với 16 người chơi khác để xem ai là người giỏi nhất. Thì với việc thành thục và rèn luyện những kỹ năng trên sẽ giúp các bạn dễ dàng được top 1 trong chế độ chơi mới này. Chúc các bạn thành công. Và Nagaka là mình nghĩ là một con game khá là dễ chơi, nên các bạn nào có thể ưa thích tựa game này hoàn toàn có thể download về chơi thử.